cập nhật thông tin vụ xả súng tại Nova Scotia. Theo thông tin từ Cảnh sát Hoàng gia Canada xác nhận vào ngày hôm nay, thứ Hai ngày 20 tháng 4, số người thiệt mạng trong vụ án đã tăng lên con số 19. Vụ việc đã làm khuấy động không những một khu làng nhỏ tại Nova Scotia, mà nó còn làm người dân Canada sốc nặng. Theo thông tin từ CBC, thì đây là vụ án nghiêm trọng nhất tại Canada kể từ năm 1970. Theo đại diện của Cảnh sát Hoàng gia cho biết, có ít nhất 16 người thiệt mạng tại hiện trường và 5 căn nhà bị cháy. Đến thời điểm sáng sớm hôm nay thì cảnh sát vẫn chưa thể tiến hành khám nghiệm hiện trường 5 căn nhà này. Cảnh sát tin rằng có thể sẽ có những nạn nhân khác trong những căn nhà cháy rụi này. Chính vì vậy, đại diện của cảnh sát dự đoán số người thiệt mạng có thể tăng khi cảnh sát tiếp cận được hiện trường những căn nhà bị cháy này. Cảnh sát nói rằng đội trọng án đang điều tra vụ án nên hiện tại chưa thể công bố công thông tin gì liên quan đến vụ án, ngoài việc nói rằng đó là một vụ án có sử dụng vũ khí và cảnh sát không có nhiều thông tin gì về kẻ tình nghi Gabriel Bodman. Đại diện cảnh sát cũng nói rằng hiện tại cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân nên họ không có bình luận gì về loại vũ khí mà kẻ tình nghi đã sử dụng và không cho biết là người này có giấy phép sử dụng vũ khí hay không. Cảnh sát cũng cho biết kẻ tình nghi đã chạy trốn trong vòng 12 tiếng đồng hồ sau khi gây án cùng với trang phục của cảnh sát và một chiếc xe giống như cảnh sát. Chính vì vậy mà kẻ tình nghi đã có thể dễ dàng chạy thoát từ thành phố này qua thành phố khác mà không bị phát hiện. Cảnh sát cũng xác nhận rằng chiếc xe kẻ tình nghi sử dụng trong việc chạy trốn không phải là xe của cảnh sát. Đó là chiếc xe được trang trí cho giống xe của cảnh sát. Nó được phát hiện tại hiện trường nơi nữ cảnh sát bị bắn thiệt mạng và là một trong hai chiếc xe bị đốt cháy. Cảnh sát cũng chưa biết bộ đồng phục mà kẻ tình nghi mặc trên mình lúc chạy trốn là đồng phục giả hay là đồng phục thật của cảnh sát. Đại diện của cảnh sát cũng nói rằng sẽ thông tin chi tiết vụ án bao gồm thời gian và địa điểm của những nơi liên quan đến vụ án. Cho đến thời điểm hiện tại thì cảnh sát cho biết không có kẻ tình nghi nào khác ngoài người đã bị cảnh sát tiêu diệt tại một trạm xăng và không còn nguy hiểm đến người dân xung quanh. Trả lời trong buổi họp báo thường nhật vào ngày hôm nay, Thủ tướng Justin Trudeau đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến với các gia đình nạn nhân. Thủ tướng nói rằng những vụ việc như thế đáng lẽ không nên diễn ra. Tỉnh trưởng tỉnh bang Nova Scotia đã nói rằng vụ việc đã khiến cho người dân trong tỉnh bang sốc nặng và không thể nào giải thích được, cũng như không thể nào tin được nó diễn ra. Tỉnh trưởng cũng kêu gọi người dân tỉnh bang này bày tỏ sự tin tiếc và hỗ trợ gia đình nạn nhân.